Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay ở 49 ngày nhang tắt của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong gian nhà cấp 4 tồi tàn nằm cặp một bến đỏ hoang phế, mùi nhang trầm tỏa ra ngan ngát. Căn nhà nghèo nàn ấy chẳng có gì đáng giá bên trong. Một cái giường chóc sơn, mùng màn buông rủ, bộ bàn ghế dùng để tiếp khách nằm ngay trước cái tủ kính u buồn. Trên có đặt độc nhất một bát nhang thờ thủ công. Trần nhang thừa thớt trơ ra bằng ba đốt ngón tay, bạc phếch một màu nhợt nhạt. Cặp sát bên chiếc giường với lớp chăn chiếu gối là một cái căn buồng lạnh lẽo. Gió từ cửa chính sộc vào lầm tấm che chắn cửa buồng phất phơ, lộ ra bên trong hiện trạng một cách tàn tạ. Cảnh sắc trong buồng cũng lạnh lòng không kém. Ở phía tay phải so với hướng cửa chính có một bàn thờ lập vội đang chi chít nhói nhang. Chân dung của một cô gái ngoài 17 tuổi đang được lồng trong một khung cảnh ố vàng. Tấm di ảnh họa một dung nhan rất đỗi quái dị. Bên góc ảnh người quá cố có ghi rõ họ tên Nguyễn Thị Kha, hướng Dương 18 tuổi. Di ảnh có lẽ chụp lúc cô Kha sắp chết. Họ có lẽ đã chết cho nên hai mắt vẫn đỏ, tròng mắt long lên sòng sọc với cái đầu lưỡi cụt ngùn và thè ra một bên mép, trông rất đỗi quái gở. Có lẽ lúc chụp người quá cố đã hoặc đang trải qua một cảm giác đau đớn. Trước ban nhang ngâm mị làn khói xanh thẳm có đồng một bát cơm đặt trên một quả trứng, cạnh đó là một đĩa muối hột, một con dao bổ cau nhỏ nhưng sắc lẹm. Và trước ban thờ có một người đàn bà đang gục đầu quỳ gối. Thân thể của bà ta nhìn vô cùng tàn tạ, quần áo xộc xệch, tóc tai xõa ra, đã còn quấn một vầng khăn trắng nòm rất tang thương. Ngồi lẩm nhẩm trước bàn thờ một lúc, người đàn bà ngước khuôn mặt héo hon với một đôi mắt sưng húp nhìn lên tấm di ảnh. Cái phan bên cạnh bàn thờ gặp gió khẽ rung lên. Người đàn bà dùng mình ráo rác đảo mắt nhìn chung quanh, giọng nói khàn đặc vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Kha ơi, con về với mẹ phải không? Sao lại bỏ mẹ mà đi thế này? Mẹ biết sống làm sao đây con? Hờ khóc chán chê, người đàn bà đột nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười xen lẫn tiếng gió chiều vùn vụt len qua ô cửa. Họ vào nhau nghe rất đỗi quái dị. Chụp lấy con dao bổ câu trên bàn, không đắn đo, người đàn bà cắt một nhát rất ngọn vào cổ tay và một nhát vào cuống họng. Theo nhịp cắt sâu hoắm ấy, con dao rơi khỏi tay, máu tươi phun ra thành tia bắn lên tấm di ảnh của người chết. Người đàn bà đổ ập xuống co quắp một hồi, hồn đìa khỏi xác. Kiểu lúc đó một chiếc xe đạp cũng mới dừng lại tại một căn nhà ở đầu thôn. Dừng chân chống xe, người đàn ông độ ngoài 50 tuổi đứng ngó nghiêng một hồi rồi gọi thật lớn. Chú Tứ ơi, có nhà không? Anh Hiện đây. Nghe tiếng gọi từ trong nhà, một người đàn ông độ ngoài 40 lật đật đi xa, hổ hởi đưa tay mở cổng. Ông Tứ đòn đả mời. Bác Hiện qua đây hả? Vào trong nhà uống chén nước đã. Gần chân chống xe, ông Hiện dạo bước theo ông Tứ vào bên trong. Dừng chiếc xe ở sân, ông Hiện trầm trồ đứng ngắm hòn non bộ trước khi cất bước vào trong nhà. Bên trong buồng, bà Tứ mới ló mặt ra. Sau mấy câu hỏi dã giao, cả ba ngồi lại bàn uống nước. Ông Hiện đi thẳng vào vấn đề. May quá có cả cô cả chú ở nhà. Nành sang đây để báo một tin. 3 ngày nữa vợ chồng thằng Tiệp nó về nước. Nãy anh có qua có lời mời cô chú 3 ngày sau sang đó để làm mấy mâm cơm. Cũng chẳng có bày vẽ gì nhiều, toàn anh em trong nhà cả. Bà Tứ hồ người rót nước mời anh chồng rồi đon đả. Thế cháu nó độ này về mau lâu hả anh? Hay lại qua bên ấy tiếp? Quý hóa thật đấy. Cả làng cả tổng mới có được đứa thoát ly như nó. Em là em cứ bảo đám nhỏ, chẳng phải học đâu xa cả. Cứ nhìn anh Tiệp nhà này mà làm gương. Ông Hiện nhấp chén nước trà, móc trong túi áo ra một điếu Vina mời ông Tứ. Điếu thứ hai ông gắn lên môi rồi châm lửa. Xiết mạnh một hơi thuốc dài vào nhà ra một làn khói xanh thẳm. Ông cảm mừng rồi đáp. Cháu nó về hẳn nó thím, sau đó lại xuống thành phố làm. Cái độ này nhà nước đang có chính sách ưu tiên con em của gia đình có công với cách mạng,
cho nên là cháu nó mới được cất nhắc, chứ không còn kém cỏi lắm. Ngồi chuyện trò thêm một lúc thấy trời đã sẩm tối, ông Hiền đổi cái mũ cối sơn cũ, đứng lên và xin phép đi ngay. Chết thật, mày vui chuyện mà không có để ý trời tối từ lúc nào. Thế tôi xin phép về nha, còn phải sang bên làng Văn Thượng mời đám ai Chu Tiến với bác Bảy. Nghe nhắc đến làng Văn Thượng, ông Tứ chợt giật thót mình. Cả hai đưa mắt nhìn ông Hiền đăm đăm, làm trông Hiền cũng ngơ ngác không biết mình lỡ lời gì. Ông Tứ chợt kéo tay ruột của mình ngồi xuống rồi hỏi: Bác Bảo sao? Bác định đi sang làng Văn Thượng bây giờ? Phải. Thế có cái chuyện gì hay sao mà chú thím tái mét vậy? Bác nghe em, hay là cái việc đó để mai đi. Đường sang làng Văn Thượng phải đi qua cái gò Cô Kha, không có được đâu bác à. Gò Cô Kha? Trước này tôi chưa có nghe đến cái tên gò ấy, mà tại sao lại không có qua được? Ông Tứ đăm đăm nhìn ra màn trời đã sẩm tối rồi khuyên: Nhà em nó nói đúng đấy, người làng em bây giờ cấm kỵ đi ngang qua cái gò đấy lúc nhá nhem. Đêm tối thì lại càng kiêng kỵ hơn. Cả 2-3 tháng rồi bác mới qua, cho nên bác nào có biết. Gặp gạc cái gò đấy đó, cách đây cũng gần 50 ngày thôi. Bà Tứ lúc này trên ngang: 49, chẵn 49 ngày. Ông Hiền ngơ ngác nhìn em trai và em dâu. Thế anh của mình có vẻ không tin. Ông Tứ bảo vợ pha nhanh một ấm trà, rồi bắt đầu tường thuật chi tiết về gốc gác cây gò ấy. 3 năm trước làng này có 2 mẹ con ở đâu lưu lạc đến đây. Đợt đó mới hết bao cấp được gần 5 năm. Kinh tế vẫn còn chưa khá khẩm như bây giờ, nhưng mà thủ tục hành chính cũng tương đối đơn giản. Đất đai ở trong làng thì rộng mà dân cư thì thưa thớt, cho nên ngay khi ra trình báo chính quyền xã, 2 mẹ con nhà này đã được cấp cho một mảnh đất ở gần bến đò để xây nhà xây cửa. Thoạt nhìn qua không ai đoán được người mẹ năm nay bao nhiêu tuổi, vì gương mặt khắc khổ, cái dáng hơi cầm chân tay sưng sầu, đầu lúc nào cũng sùm sụp cái nón mê. Suy chỉ có điều bà này rất nhanh nhẹn. Cô con gái áng chừng khoảng 14-15, da dẻ trắng ngầm, thắt đáy lưng ong, mái tóc dài chấm mông. Qua những câu chào hỏi dân trong làng được biết tên của bà mẹ là Oanh. Năm đó ngoài 40, cô con gái tên là Kha, năm đó cũng tròn 15 tuổi. Dân trong làng này vốn hiếu khách, có tính thương người, tối lửa tắt đèn có nhau. Thành ra là tiếng hoàn cảnh mẹ quá con côi, người trong làng không ai bảo ai cùng họ lại dựng giúp căn nhà. Với số tiền bỏ ra lại thêm sự giúp đỡ không công của bà con chòm xóm, thành ra căn nhà 3 gian ấy tuy không lấy gì là rộng, thế nhưng được cách kiên cố và được dựng lên là nơi 2 mẹ con của bà Oanh tránh mưa tránh nắng. 3 năm đằng đẵng trôi qua, 2 mẹ con của bà Oanh sống trong căn nhà ấy giữa tình thương mến của bà con xóm giềng. Hàng ngày 2 mẹ con cùng cày xới khoảng ruộng gần sông để mà gieo trồng cấy hái, đêm đến lại trăng lưới bẫy cá tôm. Tính ra tuy đời sống không lấy gì làm khá giả, thế nhưng được cái bình an. Cho đến sẩm tối hôm ấy, ông bà Tứ đang ngồi ăn cơm trong cái đám giỗ đầu bố ông Kháng thì nghe tiếng chân người chạy bình bịch, cùng với đó là tiếng khóc nghẹn vang lên. Đám người có mặt trong bữa cỗ giật mình nhìn ra hướng cầm, và không khó để nhận ra người đang lao tới là bà Oanh. Thế điều bộ hớt nải ấy, một người đàn bà kéo tay của bà Oanh lại rồi hỏi: Có cái chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Bà Oanh không kìm tháo cái nón ra, bà nói trong tiếng hoảng hốt: Chị ơi, con Khai nhà em nó biến đi đâu mất rồi, em sang đây hỏi thăm các chị xem cháu nó có lại đây không. Mấy người đàn bà đang ngồi ở mâm ngoài cùng lắc đầu đăm đăm nhìn bà Oanh. Ông Lãng trưởng thôn vội họng ra: Thì chỉ có biết con bé nó đi đâu không? Tỉ dụ như là nó sang nhà cái đứa nào trong làng chơi chẳng hạn. Bà Oanh chạy sộc vào trong nhà, lấy vạt áo chấm nước mắt rồi run rẩy bảo: Không có đâu bác Lãng ạ. Em đi sang nhà con Thơm con Báu rồi. Cho nó bảo là sau khi làm xong cỏ ngô, con bé nó cắp rổ đi về. Con em đẻ ra em biết chứ, lúc nào nó chẳng quanh quẩn ở nhà. Thế mà hôm nay khi em trèo xuồng đi thu lưới thì chả thấy nó đâu. Nhà cửa thì trống toác, cho bếp thì nguội lạnh. Vừa nói bà Oanh vừa móc ra một cây châm cài tóc bằng bạc, bà run rẩy giơ lên và tiếp tục nói trong làn nước mắt: Cây châm bạc này là mẹ chồng em cho em lúc mà bà cụ còn sinh thời, 2 năm nay em tặng cho con bé. Cây châm này với con bé là vật bất ly thân, có bao giờ nó để cây châm rời người đâu.
Thế mà hôm nay em thấy nó lăn lông lốc ở giữa sân, em là em lo lắm. Một bà hàng xóm liền nói mát, biết đâu nó lại thương cái thằng nào rồi xuôi dòng trèo đò đi chơi. Gớm mà các cô ấy đang tuổi cập kê, gái lớn làm sao mà giữ được trong nhà. Bảo Anh quắc mắt lườm người hàng xóm rồi nói trong tiếng nấc, không, con bé nó không phải là người như vậy. Em lại các bác đi tìm con bé giúp em. Em thấy nóng ruột lắm. Linh tính mách bảo cho em là con bé lành ít dữ nhiều. Ông lãng trưởng thôn lúc này quát, thôi nín đi, làm cái gì mà cứ ầm ầm lên như vậy. Quát là quát vậy thôi, nhưng trong lòng của ông lãng cũng cảm thấy lo. Mùa này đang là mùa mưa bão, mấy hôm nay nước sông dâng cao, có đám ruộng nước đang ngập lên đến lưng quần. Vậy việc con bé có thể trúng gió rồi vô tình sẩy chân xuống sông cũng là không thể không có khả năng. Sau cùng ông quay lại đám người rủ dục, cầm các bà chia nhau đi tìm giúp chị ấy xem thế nào. Lời đề nghị ấy rất nhanh được bà con ở đây đồng tình. Mưa đã bắt đầu rơi tầm tã, ba chục mạng người trong số đó có vợ chồng của ông Tứ cũng chia nhau ra tìm con bé Kha. Đám ấy chia thành hai tốp, vòng tìm theo hướng cánh cung. Người nào người nấy đều giống cổ gọi tên Kha vàng cả cánh đồng đang ngập nước. Nhưng mà từ sầm tối cho đến tận 8 giờ đêm, lần lượt từng người kéo nhau ra về trong một sự thất vọng và một nỗi lo khó tả. Trong căn nhà lụp sụp, Bảo Anh đang ngồi ở dưới nền đất, đầu tóc bù xù, thân thể gầy còm với hai mí mắt sưng húp, càng làm cho nét tàn tạ như được nhân lên. Bà thẫn thờ ngồi nhìn ra khoảng trời ầm ầm mưa gió, chốc chốc lại hờ lên tin con trong vô vọng. Một người đàn bà được giao nhiệm vụ coi sóc Bảo Anh, thế vậy thì bèn thương cảm động viên. Thôi chị à, em là em nghĩ cháu nó bơi xuồng đi đâu đó thôi, chị đừng có cả nghĩ mà thêm bệnh. Cháu nó lớn rồi, có phải con nít lên ba đâu mà lo. Bảo Anh ngước đôi mắt đang ngẩng nước lên nhìn bà hàng xóm rồi lắc đầu, không đâu em ạ. Trưa nay trước khi đi làm cỏ, cháu nó có bảo tối nay chở cơm chị, vì hôm nay đương là ngày giỗ của bố nó. Một người khác chợt nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ, hay là nó trượt chân chết đuối ở quanh đây. Một người khác gắt lên rồi phản đối, mẹ tiên sư cái mồm quạ nhà mày, chỉ được cái ăn nói tục nói phét, quanh nhà nước mới ngập lên đầu gối, chết làm sao được mà chết. Hơn nữa cái con bé nó bơi giỏi như vậy, chắc là chỉ đi đâu chưa có về thôi, hoặc giả như là trên đường gặp mưa cho nên trú tạm ở đâu đó. Bảo Anh thở dài não ruột rồi lắc đầu phủ nhận, cho nó đi đâu được chứ, em đã đi tìm khắp làng rồi, còn qua bên kia sông thì làm sao mà nổi. Cái xuồng duy nhất em lấy đi thu lưới, em cũng hỏi hết cánh thuyền trài rồi, họ bảo là không thích con bé nó qua. Nhắc thấy đám người làng kéo nhau vào trong sân, Bảo Anh vội đứng bật dậy lao ra ngoài. Thế nhưng hỏi hết lượt chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Đám người làng đều bảo đi tìm rất xa, rất sâu trong cánh rừng và dọc hai bên bãi sông mà vẫn không thấy tăm hơi của con bé. Ông lãng trưởng thôn người ướt như chuột lột, manh áo mưa lá cọ vẫn không thể che kín thân, làm cho ước mưa hắt vào ướt đẫm. Hai hàm răng run cầm cập, ông đề nghị, bây giờ trời mưa lớn quá lại tối, bà con ai về nhà nấy, sáng mai tập trung ở đây rồi tìm tiếp, bây giờ tìm chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Bảo Anh thẫn thờ ngồi xuống và khảo khóc tin con. Thế nhưng gần như ngay lập tức bà bật dậy đòi đi tìm con. Đám ông lãng phải ra sức cản lại rồi cất cử mấy người đàn bà trong làng ở lại coi Bảo Anh, vì sợ đêm xuống ngoài đầm sông mênh mông nước tối đen không nhìn rõ mặt người, việc chạy sân xuống hố bom ngập nước rồi chết đuối là điều dễ xảy ra. Đêm hôm ấy khó khăn lắm người ta mới giữ được Bảo Anh lại trong căn nhà tồi tàn. Bà cứ luôn miệng làm nhảm, hàng xóm mấy người phải túc trực luôn bên cạnh vì sợ bà nghĩ quẩn mà thiệt thân. Ở cái làng này toàn là tứ xứ đổ dồn lại, cho nên tình làng nghĩa xóm chứa chan lắm. Mấy người đàn bà thay nhau cất cử trông coi Bảo Anh. Sau khi đám người làng lác đác kéo nhau ra về, mấy chục người thanh niên sức khỏe dồi dào tiếp tục xuôi đèn pin, sục sạo từng con nước ngoài bãi hoang mà tiếp tục tìm kiếm. Đám mấy thề rằng chưa tìm được nhất định không quay về. Trong khi đó ở nhà, sau khi khóc đến kiệt lực, Bảo Anh liệm đi lúc nào không hay. Mấy người đàn bà cũng ngủ gục cạnh giường trong hơi thở nặng nề. Cho đến tầm nửa đêm hôm ấy, Bảo Anh đang thiêm thiếp ngủ, trên một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng ngấm vào tận xương tủy, làm cho bà bất giác rùng mình.
Bà ngồi nhổm dậy theo bản năng tính kêu cao tấm chăn sườn cũ mà vẫn không đủ ấm. Nhớ con, bà lại ôm mặt khóc và hở tin con. Đột nhiên bà cảm thấy rùng mình lạnh toát vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Trong căn nhà ba gian sập sệ leo lét ánh đèn dầu, bà chợt á khẩu hai mắt lạc thần, chôn chân ở trên giường. Vì trong góc nhà tối như hũ nút, bà cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc. Nhưng khi cố gắng tập trung quan sát lại hướng đó thì nó lại im bặt. Bảo Anh định thần vài phần thì thấy không có gì xảy ra. Dù cho bên ngoài mưa đã ngớt nhưng gió vẫn cứ gào từng cơn. Bà vẫn kiên quyết tiến ra bên ngoài đi tìm con. Đúng lúc đó tiếng khóc ở nơi đầu giường lại vang lên, kèm theo đó là một làn hơi ẩm và một mùi tanh nồng như đập bùn non sập lấy mũi. Bảo Anh hoảng hốt quay đầu lại rồi cứng ngậm. Trước mặt của bà không ai khác ngoài người con gái tên Kha đang đứng đó. Da thịt trên mặt nát bấy, mái tóc dính bết bùn lầy, hai bên mang tay rỉ ra hai dòng máu. Dưới ánh đèn leo lắt hắt ra, Kha ngồi đó im lìm nhìn mẹ bằng một con mắt u uất, toàn thân chìm trong một lớp sương mỏng. Bảo Anh tính nhào lại ôm con, thế nhưng qua một cái chớp mắt, bóng hình của Kha lay động rồi vụt tan đi như đàn khói, hệt như Bảo Anh mới quáng gà vậy. Bà bấu lấy thành giường thổn thể nói trong vô thức: Kha ơi, con về với mẹ phải không? Vừa khóc bà vừa gắng gượng lết lại lên đầu giường. Qua ánh đèn dầu u tối, bà thất kinh khi thấy một vũng nước bốc mùi tanh tưởi đang đọng lại. Có tiếng mèo kêu trong đêm vắng thu hút ánh nhìn của bà ra hướng cửa sổ còn mở. Ngay lập tức bà giật mình khi thấy một bóng người đứng gục đầu ở đó. Bảo Anh nghe tim của mình thắt lại, bà run rẩy hỏi: Ai đang ngoài đó vậy? Bóng người bên ngoài đứng trong tư thế gục đầu, toàn thân run rẩy như đang sợ hãi. Thế nhưng Bảo Anh hỏi đến câu thứ hai, bóng người đó vẫn im lặng không đáp. Bảo Anh đờ đẫn tiến lại và ngay lập tức nhận ra dáng hình con gái của mình. Kha, con về rồi phải không? Sao còn đứng đó? Con làm cho mẹ lo quá, vào nhà đi con. Đột nhiên bóng của cô Kha quay người đi thẳng ra cầm. Thời gian đổ về hơn nửa đêm, một trong số những người đàn bà ở lại canh chừng Bảo Anh bất chợt tỉnh giấc. Mới ngồi dậy dõi mắt nhìn lên giường, bà này tá hỏa tam tinh khi không thấy bà Kha đâu. Hoảng hốt đánh thức cả đám, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi thầm phỏng đoán có lẽ Bảo Anh đã bỏ đi tìm con lúc nào. Về phần của Bảo Anh, bà cứ đi theo bóng của con mình giữa màn đêm bít bùng. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi quanh lấy thân thể của bà. Nước sình hôi thối bám lấy bắp chân của bà cũng mặc kệ. Bà cứ bén gót bám lấy bóng con. Bà gào đến khàn cả giọng, thế nhưng Kha chẳng màng quan tâm. Cứ như vậy lầm lũi đi và đi rất nhanh. Quay trở lại với đám người ở nhà, sau khi biết tin của Bảo Anh mất tích, đám ấy chia nhau ra tìm ngay. Nhưng mới ra đến cổng thì đám người nghe tiếng rú. Không, không phải là tiếng người rú đến nữa, mà là tiếng gào của một con dã thú dính vết thương chí mạng. Tiếng rú lên như là xé toạng ruột gan đau đớn, vẫn còn ám ảnh trong ký ức của nhiều người. Đó là tiếng của Bảo Anh. Không biết bằng cách nào, có lẽ nhờ linh cảm của người mẹ, bà đã tìm thấy xác con gái của mình giữa màn đêm mịt mùng bão giông. Cái xác bị vùi lấp sơ sài với một cánh tay trắng bệch thò ra khỏi đất ẩm. Tiếng gào đó không chỉ làm cho người đàn bà khiếp đảm giật mình, mà còn đánh động đến hàng trăm người trong làng. Mà kể đêm hôm, toàn bộ dân trong làng đều ùn ùn kéo nhau ra. Tiếng rú ồ ồ đó là thứ soi lối chỉ đường. Ra đến một gò đất cao nằm giữa một cánh đồng ngập nước, khuất sau hàng cây lau sậy rậm rạp. Ngay khi hàng trăm ánh đèn pin rọi tới, dân làng khiếp đảm khi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thương tâm. Bảo Anh đầu tóc rũ rượi, quần áo đẫm nước, đang ghì chặt tấm thân của người con gái độc nhất, bây giờ chỉ còn là một cái thây vô hồn. Cô Kha bị lột sạch quần áo, người chi chít vết cào, chắn hiện lên một vết thương chí mạng. Da thịt chỗ đó đã biến thành một màu nhợt nhạt, có lẽ bị mưa gió vùi đã lâu. Đám người làng bòm bõm chân chân lội ra, vây quanh Bảo Anh bằng một cái nhìn ái ngại. Chẳng ai nói lên được tiếng nào vì xúc cảm cứ ướt đầy nơi cuống họng. Người ta nhìn bà bằng một cặp mắt xót thương, như muốn chia sẻ nỗi mất mát khôn cùng. Mẹ con của Bảo Anh là hai bóng mờ trong làng, cho nên cái chết của cô Kha không ảnh hưởng đến ai. Sở dĩ người ta cảm thấy rùng rợn vì có mấy ai bị chết, bị sát hại dã man như vậy.
ngôi làng chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ. Sau cùng ông lãng trưởng thôn âu sầu lên tiếng: "Chúng mày dìu chị ấy về rồi khiêng xác con bé về đi. Để tao còn đi báo chính quyền. Thế này chắc chắn 100% con bé nó bị sát hại." Đám người làng vâng dạ làm theo. Hai người đàn bà và hai người thanh niên tiến lại xốc nách của bà Oanh. Thế nhưng bà vùng lên cào cấu, mồm làm nhảm gầm gừ, nhất định không cho ai động vào xác con gái của mình. Thế rằng có mãi không được, ông lãng liền hét lên: "Chói chị ấy đưa về nhà đi, đừng có để con bé nó nằm phơi thây ở đây." Mấy gã trai đinh sộc lại để nghiến bà Oanh xuống, rồi xếp vải áo trói bà lại rồi khiêng về ngay, mặc cho bà vùng vẫy chống cự. Một người thanh niên khác cởi áo đắp lên trên tấm thân trần truồng của cu Kha rồi bế thúc lên. Trong đêm u ám giữa tiết trời bít bùng, hàng trăm ánh đèn pin xoay đường dẫn lối cho hàng trăm người cùng một cái xác lầm lỗi bước đi. Nghe em trai của mình kể đến đây, ông Hiện sửng sốt hỏi: "Thế chính quyền có bắt được kẻ thù ác không?" "Không bác cả, chẳng bắt được đứa nào. Sau cùng đành bàn giao cái xác lại cho bảo Oanh. Ngày làng em thấy xót xa quá cho nên mới đứng ra lo liệu việc tang ma cho cháu nó. Em đây này, chính em cùng với cô Biển, chị Diễn tắm rửa thay quần áo cho con bé. Nhìn thân thể của nó bị cào toạc ra, cổ bị xiết tím bầm với vết thủng ở trên trán mà em không cầm được nước mắt. Sao mà có đứa nó ác thế chứ?" Ông Tứ rít thêm một hơi thuốc dài rồi nói: "Đang là mùa mưa lũ cho nên nghĩ chàng làng em ngập nước, thành ra là không thể đem ra đó mà chôn. Sau cùng thì dân làng quyết định chôn con bé ở ngay gò đất nên mà phát hiện cái xác. Rõ là khổ, chết trẻ lắm." Bà Tứ cắt ngang: "Vì con bé chết oan thành ra là cây gò đó thiêng lắm. Người làng đồn rằng vong hồn con bé nó chưa có siêu thoát, còn vướng bận hồng trần, và còn làng vàng quanh đó cho nên chẳng ai dám đi qua. Dân làng à kháo nhau là con bé nó chết vì bị vũ nhục, cho nên bất cứ đàn ông nào đi qua đều bị nó dọa cho vỡ tim mà chết. Đúng ra hôm nay là 49 ngày rồi bác ạ." Nghe kể đến đây thì ông Hiện chợt đanh mặt lại. Trong câu chuyện này ông chẳng hề cảm thấy sợ, mà chỉ cảm thấy thương cảm xót xa. Uống thêm chén nước, nói thêm vài câu, sau cùng ông Hiện cũng quyết tâm đạp xe ra về. Ông Hiện là lính giải ngũ về hưu, đã từng kinh qua những chiến trường cam go nhất, bao lần đối diện với sinh tử nguy hiểm. Nếu xét về tâm linh, ông chỉ bám đến đúng một điều: đó là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gió vẫn lùa qua hàng cây xào xạc, mang theo hơi lạnh của không gian ẩm tối. Dáng chê già mọc bên đường kéo kẹt từng tiếng nặng nề. Kia là gò cu Kha đã thấp thoáng ở phía tay phải. Ông Hiện chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Không biết là vì gió đêm hay là vì câu chuyện cây chết của cu Kha đã bám lấy tâm trí của ông. Ông Hiện hít một hơi mạnh rồi tiếp tục đạp đi. Từng vòng xe nặng nề trên con đường nhão bùn bẩn thỉu, bất chợt đông nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên ở con ngõ gần đó. Sơ mắt nhìn vào, ông thấy dân trong ngõ ấy ngồn ùn kéo tới một căn nhà hướng ra triển sông lộng gió. Tò mò, ông đạp xe lại nhanh. Bên trong căn nhà có lố ngố những người đứng bu quanh, và khi chen chân ngó vào bên trong, ông thấy một người đàn bà co cóp trong vũng máu. Hỏi ra mới biết đó là bà Oanh. Vậy là sau bao ngày nghĩ quẩn, người đàn bà tội nghiệp quyết định tự sát theo con. Dù không phải họ hàng thân thích, cũng chưa từng tiếp xúc lần nào, ông Hiện cũng ngả mũ cối, nói những lời chia sẻ tận tâm can. Từ làng em trai về đến làng ông phải đi qua một đoạn đường kéo dài 2 cây số, cũng không gọi là quá xa. Nhưng gặp thời tiết xấu cho nên mất khá lâu hành trình mới chấm dứt. Ông Hiện về đến đầu làng lúc này trời cũng đã tối mịt. Cơn mưa vẫn lắc rắc rơi, kéo theo từng cơn gió vụn vụt thổi ngược chiều. Đến ngã ba nơi có cây miếu thờ âm, qua ánh đèn pin, ông Hiện chợt thấy một bóng người cười trần to béo ổ kịch. Nhắm mắt nhìn, ngay lập tức ông nhận ra đó là thằng Thủ, con trai độc nhất của ông bà Thiêm. Thằng Thủ này năm nay 21 tuổi chưa lấy vợ, chẳng nghề ngỗng gì cả. Ngày ngày tụ tập chơi đá gà, phỏm móm và có tiếng là hỗn hào. Mới nhắc thấy cái bàn mặt lưỡi cày của nó, ông Hiện chẳng thèm bắt chuyện. Thế nhưng khi dắt xe đi ngang qua, chợt ông Hiện thấy kỳ lạ vì thằng Thủ cứ cười trần đứng đó, mặt cúi gầm xuống đất, mồm lẩm nhẩm nói một mình: "Này thằng kia, mày làm cái gì mưa gió không có về nhà mà lấy đứng đứng ra đó, say rượu hả?" Ông Hiện hỏi thêm rồi nhìn đăm đăm.
Trời thằng Thù ngẩng đầu nhìn ông bằng một con mắt u buồn, rồi nó tiếp tục lẩm bẩm. Giọng nói lè nhè của thằng nát rượu cộng thêm tiếng gió vi vu làm ông Hiền chẳng nghe được tiếng nào. Đại để như là thằng Thù có nhắc đến một cái mốc thời gian là ngày 13 tháng 7. Thế thằng Thù như bị say rượu, ông Hiền thương tình có ý rủi dục: mày còn đứng đó mà 12, 13 cái gì, về nhà nhanh đi, kẻo chúng rõ chết đó. Thằng Thù cứ đứng nghỉ ra tại chỗ, hệt như là không màng quan tâm đến sự xuất hiện của người hàng xóm. Thế kể ông Hiền tiếp tục dắt xe hướng về ngõ của nhà mình. Thế nhưng còn cách con ngõ không xa, chỉ có một tiếng hét xé lỏng vang lên làm trông giật mình. Từ trong con ngõ dẫn vào nhà ông, một bóng người đàn bà trung tuổi gương mặt xanh như tàu lá đang cắm đầu chạy ra. Vì không để ý, người đàn bà này đâm sầm vào ông. Chiếc xe đổ cảnh ra đường, ông Hiền cũng theo đó mà ngã ngửa ra đằng sau, lồm cồm bỏ dậy. Thím làm cái gì như chạy như bà đuổi thế hả thím Xoan? Chết thật, bác có sao không ạ? Em xin lỗi, tại em sợ quá em mới cuống lên. Nhưng mà sợ cái gì? Chết rồi, cái thằng Thủ con nhà Thiêm chết nổi ở ao. Em nghe tin cho nên em chạy sang. Úi dồi ôi, đáng sợ lắm anh ạ. Này, nhà Thiêm đừng có nói gở nha. Chết là chết thế nào? Tôi vừa mới gặp nó đứng ở gốc cây xì cho cái miếu thờ âm cơ mà. Bác bảo cái gì? Bác mới gặp nó có chắc không? Sao lại vô lý như vậy? Vô lý là vô lý cái gì? Nó ở trần mặc quần đùi tối màu, bắp tay của nó có hình xăm con rồng. Tôi còn nói chuyện với nó thì làm sao mà lầm cho được. Thím cứ nói quảng xin rồi đến tai của vợ chồng ông Thím, họ gang mồm thím ra đó. Bà Xoan bực mình rồi gắt: việc sống việc chết, chẳng lẽ em lại lôi ra để đùa? Bác không có tin thì qua mà xem đi, xác còn nằm một đống kia kìa. Có thấy em mới phát hoảng bác cả. Xác trương lên như thể là chết từ đêm qua, chứ chẳng phải mới đây. Làm gì có cái chuyện xác mới vớt ở ao lên, lại đứng đó nói chuyện với bác cho được. Nói rồi bà Xoan tất tả chạy về nhà, bỏ lại ông Hiền đứng ở đó ngơ ngác. Xách xe vội vào nhà thấy thằng cháu nội đang ngồi ở hiên. Ông Hiền lúc này vội hỏi: cò ơi, bà đâu rồi, chú Hướng đâu? Bà với chú đi xem vớt xác của chú Thủ rồi ông ạ. Cháu xin sang xem mà bà với chú Hướng không có cho. Thật hả? Thế trong nhà để ông sang xem thế nào, nhớ là đừng có bén mảng sang đó. Nói rồi ông Hiền vào trong nhà lấy cái đèn pin con thỏ, vì cái đèn pin ban nãy đang hầm, đoạn tất tản đi ngay. Đường từ đây sang đó dài đến tận 500 mét và rất khó đi vì toàn là đường đất, chứ chưa bê tông hóa như đường chính ở làng. Bước ra khỏi cổng, ông Hiền dạo bước một bước nhanh hơn. Qua cung đường ấy, ông Hiền bắt buộc phải đi ngang qua một cái ao tù. Cái ao này nước quanh năm đục ngầu, trên mặt nước luôn có một lớp váng mỡ màu vàng sóng sánh. Xung quanh bờ ao cây cối rậm rạp tùm, bên mé bờ là có một ngôi miếu nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu. Ngôi miếu nằm im lìm cạnh đám bạch đàn già cỗi, lớp tường bao tiêu điều ngã đổ càng làm cho khung cảnh có phần tang thương. Bất kể nắng mưa đêm hay ngày, xung quanh địa thế này không khí luôn ám một mảng màu rợn rợn, vì cây đa mọc ngay cầu ao âm u xóa bóng. Lần nào đi ngang qua đây, ông Hiện cũng rảo bước rất bội vì cảm thấy bức bách ngột ngạt vô cùng. Người cứng bóng vía như ông cũng cảm thấy rợn rợn. Đang sầm sầm bước đi, chợt ông Hiện thấy có tiếng ồ ồ vọng tới lẫn trong tiếng gió xè xắt. Thanh âm đó sâu hun hút như vọng về từ một chiếc vỏ ốc, có lúc lại nghe như lập từ một cái đài rè. Giật mình, ông Hiện dọi đèn vào hướng tiếng động đó. Thế nhưng ngay lúc đánh đèn quét tới, ông rùng mình, cái ốc nổ lên toàn thân. Theo bản năng ông lùi lại. Đập vào mắt của ông qua ánh đèn pin tù mù là một gương mặt đàn bà với một làn da trắng xanh như là người mắc bệnh hậu sản. Cả mắt của người đàn bà mở to trừng trừng nhìn vào mặt ông đăm đăm, khiến ông Hiện giật lầy bầy run sợ. Ngay khi đối diện với ánh mắt đó, toàn thân của ông Hiện chợt bất động như bị bóng đè. Lẫn trong tiếng gió thổi sộc tới, ông Hiện ngửi thấy một thứ mùi tanh tanh như đầm máu cá. Ông Hiện dồn hết can đảm rồi lên tiếng hỏi: ai đứng ở đây đây? Không nghe có tiếng đáp lại, thế nhưng tiếng ồ ồ vẫn vang lên. Thân thể của người đàn bà ấy đứng nguyên bên miếu, giữ nguyên bộ dạng cứng đờ như đặt tượng thạch cao. Mái tóc hoa râm rối bù với hai bên má teo tóp và một đôi môi nhợt nhạt mang theo một sự vô cảm lạnh lùng. Trong thoáng giây nào đó vụt qua, ông Hiền cảm tưởng mình đang đối diện với một thêm ma lạnh lẽo. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí của ông,
khi phải chứng kiến khoang miệng của người đàn bà kia đột nhiên mấp máy. 13, ngày 13. Ngay sau chàng âm thanh khào khào cùng tiếng cười ma quái đó, một hình ảnh cực kỳ kinh dị bày ra trước con mắt hoảng sợ của ông. Sau tiếng răng rắc vang lên, cần cổ của bà ta ngoẹo qua một bên, khoang miệng ngoác lớn để lộ ra một cái lưỡi sắm ngắt thè lè đầy quái gở, làn da nhăn nheo như là teo tóp, hai hốc mắt với đội con người trắng dã bà nãy còn trợn trừng này cũng không ngừng ập ra hai dòng máu đỏ tươi. Cộng với bộ dạng ma quái đó, cánh tay phải còng cao như một khúc củi mục chậm chậm đưa lên, năm ngón tay khô gầy cầm một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc, không ngừng cứ mạnh vào cổ tay bên kia. 13, ngày 13. Ông Hiền thất kinh á khẩu, miệng ú ớ, thành âm bị bóp nghẹt nơi cuống họng không thể thốt được thành lời. Ông tái mét mặt mày, cố gắng nhắm chặt mắt để tưởng tượng rằng đây chỉ là cơn ác mộng hãi hùng. Thế nhưng mùi xác thối xộc vào trong mũi làm đầu óc của ông trở nên bụi mị. Nó len lỏi vào mũi miệng xộc lên đến tận não. Thế nhưng lần thứ hai khi mở mắt ra, ông thực sự khiếp đảm khi thấy bóng của người đàn bà bên ngôi miếu đột nhiên run lên bần bật. Đúng lúc đó có một bàn tay từ bóng tối thò ra, vỗ mạnh lên vai của ông. Cái đèn pin trong tay của ông Hiện rơi luôn xuống đồng đường bụi nhão, cộng với tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bác Hiện, bác Hiện ơi, sao mà cứ đứng đực như trời trồng thế này? Nghe tiếng gọi, ông Hiện thẳng thốt ngước mắt lên, sau lưng của ông là đám ông Hứa, ông Cập cùng vài người trong làng. Bác làm sao vậy? Em gọi mãi bác không có trả lời, sao mặt mày lại tái dại thế kia? Ông Hiền ú ớ chộp lấy cái đèn pin rồi khua lại hướng ngôi miếu. Bóng của người đàn bà đã biến mất, chỉ có ngôi miếu thờ âm còn nằm im ắng và tiếng cá quẫy nơi mặt ao. Ông bấu lấy tay của ông Cập đứng lên rồi đổi chủ đề, hòng chân đi nỗi sợ đang chất đầy tâm trí. Tôi đi đến đây thì bụng dạ nó réo quá, đang phân vân xem có nên về nhà không. Thế các chú cũng sang nhà ông Thiêm đó hả? Đám người gật đầu rồi hối ông Hiền cùng đi. Ngang qua ngôi miếu, ông Hiền dõi mắt nhìn thấy bộ quần áo nhà binh nhàu nát nằm vắt ngang trước miếu. Phải chăng ban nãy chính bộ quần áo hàng mã này đã khiến cho ông nhìn nhầm? Ông Hiền xốc lại tinh thần, trong đầu thầm trách em trai của mình về câu chuyện gò cô Kha mới kể lúc sầm tối. Sang đến nơi, người ta đã có mặt rất đông. Ở gian nhà chính, bà Thiêm đang bò lết ở dưới đất, mồm gào lên đầy thống khổ. Thủ ơi là Thủ, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi hả? Nhắc thấy bóng chồng và cha, mẹ con của bà Hiền cũng tiến lại. Ông nó về rồi đấy hả? Ông Hiền khẽ gật đầu đáp. Ba người nói với nhau vài câu rồi lại cùng hướng mắt nhìn vào thảm cảnh kia. Bên dưới nền nhà, bà Thiêm đầu tóc rũ rượi, ôm quắp lấy cái xác với một làn da trắng bệch của đứa con trai mà gào khóc. Bên cái chiếu hoa, Thủ nằm đó vô hồn, cái răng còn dính lại ít bèo tấm với cái bụng trưng lên. Hai má của Thủ tóp lại, mắt mở trừng trừng với hàm răng nhô ra với một đôi môi tái nhợt. Không gian trong nhà chật hẹp càng làm tăng thêm phần ai oán thê lương. Mới ngó qua bộ dạng này, ông Hiền đã tái mét mặt mày. Thằng Thù mặc cái quần đùi tối màu, toàn thân ở trần. Ngó bộ dạng này thì đích thị nó đã chết từ lâu. Vậy đích xác là việc ông gặp nó ở cái miếu thờ âm là ma chứ chẳng phải là người. Cảnh gào khóc vẫn không ngừng diễn ra. Trong khi đó, ông Thiêm ngồi bặc mặt ở bàn uống nước, mắt thất thần dõi ra màn đêm. Đám người có mặt ở đó chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt cha mẹ của chúng không rời. Xen lẫn tiếng gào khóc của bà Thiêm, tiếng xì xào bàn tán, tiếng thút thít của một bà cô già nào đó, cộng với tiếng ý ới chuẩn bị cỗ bàn. Được một lúc thì một ông trưởng tộc trong họ tiến lại chỗ đám mông rồi mở lời. Cháu nó không may vắn số qua đời, thôi thì gia đình chăm sự nhờ các bác. Vì nó chết bất đắc kỳ tử cho nên người trong gia tộc không thể tắm rửa. Xin các bác hãy giúp một tay để cháu nó an lòng nhắm mắt. Hàng xóm đáng giềng giúp nhau trong tình cảnh này cũng đã lẽ dĩ nhiên. Vậy là trong phút chốc, đám đàn ông trong đó có ông Hiện tiến hành tắm rửa cho thằng Thủ. Bà Thiêm được mấy người đàn bà dìu dậy, mặc cho bà hở khóc vật vã. Đám người trong nhà cũng bị xua ra ngoài để đám ông Hiện tiến hành tắm rửa thay quần áo cho tử thi. Bốn người đàn ông hỏi nhau nắm ở bốn góc khiêng cây xác lên giường.
Thế nhưng có lẽ do sắc của thằng tù béo quá khiến một trong bốn người tuột tay. Cái xác vô hồn bị đánh rơi xuống nền nhà làm cho ai nấy đều thất kinh hồn vía. Đặt cái xác xuống giường, cả bốn người lúc này đều nhăn mặt nhăn mày. Thằng tù mới chết chưa lâu nhưng chẳng hiểu sao ra thịt lại bốc mùi thối khắm. Đám người phải lấy mấy cái khăn mùi xoa tẩm dầu của là rồi quấn quanh mũi, vì họ đã từng kinh qua việc tắm rửa cho mấy người già trong làng trước khi nhập quan, cho nên việc này đối với bốn người bọn họ không thể làm khó. Nhưng lúc lao đến cẳng chân của thằng thủ, ông Hiền chợt nhíu mày khi thấy một dấu tay đen sì ám khói. Có làm cách nào cũng không thể lao đi được. Sau cùng cả đám quyết định đeo cho thằng thủ một cái tất cao cổ rồi mặc lại cái quần mới trước khi tiến ra thông báo cho người thân. Chiếc quan tài làm bằng gỗ ọp ẹp bên trong rắc đầy chè khô nhanh chóng được đưa vào trong nhà. Ngay lập tức đám ông Hiền đề nghị đưa xác của thằng thủ vào quan tài luôn, vì cái mùi thối khắm ấy càng lúc càng bốc ra nhiều. Sau khi thống nhất, cái xác quấn trong lớp vải liệm đựng hạ ngay vào trong quan tài. Nắp ván thiên cũng lập tức được đóng đinh cẩn thận. Trong nhà tang chủ giờ đây bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo, xen lẫn tiếng khóc nghe đến não lầm. Dưới nhà giặt một màu trắng tăng tóc. Trước cỗ quan tài có một cái bàn thờ với bát hương nghi ngút khói. Đứng lặng người nhìn vào, ông Hiền trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác gì đó bàng hoàng. Nén tiếng thở dài, ông tiến ra bàn uống nước dưới tấm rạp, rồi rút ra một điếu thuốc cắn lên môi. Tiếng của mấy người đàn ông ngồi chung bàn cất lên khe khẽ. Sao nó lại xảy chân chết ở ao nhỉ? Cái thằng này nó bơi như là rái đi chứ. Việc nó xảy chân chết ở cái ao nông tuệt thì là hết sức vô lý. Một ông khác liền dầu mỏ. Nó rượu chè quanh năm, biết đâu say rượu rồi ngã xuống, mùa này gió độc lắm. Ông cầm liền cắt lời. Chẳng biết đường nào mà lần. Bà nãy khi tắm rửa cho nó, tôi với đám bác hiện đây có thấy cổ chân của nó có dấu bàn tay đen xì ám khói, cứ như là có ai đó cầm chân nó kéo xuống ao đấy. Có phải không bác Hiền? Ông Hiền rít một hơi thuốc dài rồi gật đầu xác nhận. Thủ là thành phần bất hảo ở địa phương, làng xóm chẳng mấy ai ưa. Thế nhưng thấy cái chết thương tâm này, ông Hiền cũng dấy lên một nỗi niềm xót xa. Thêm việc Thủ bằng tuổi con trai út của ông hay qua nhà chơi, nên đồng cũng có phần nào nó coi nó như con cái trong nhà. Mày đắm chìm trong nỗi suy nghĩ khó tả, ông Hiền thả hồn mình ra ngoài màn đêm lắc rắc mưa. Thằng Thủ thực sự đã chết, vậy tại sao hồn ma của nó còn đứng lù lù ở cái miếu thờ âm? Trong tháng giây vụt qua, ông Hiền thấy lạnh hít cả sống lưng. Vì ông nghĩ lại lời nói của thằng thủ khi ấy, hệt như lời của người đàn bà ông mới diện kiến ban nãy. Tức là cả hai đều nhắc đến một mốc thời gian, đó là ngày 13 tháng 7 âm lịch. Đang trầm ngâm sâu chuỗi lại tất cả sự việc, vô tình ánh mắt của ông Hiền dừng lại ở hướng cổng nhà ông Thiêm. Dưới ánh đèn điện tù mù mới treo ở mái cổng hắt xuống, ông á khẩu khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thấp thoáng bên hàng rào thấp, cái bàn inox nơi ông đang ngồi khoảng vài chục bước chân, chơi chọi một cây xoài đã rụng hết lá. Một bóng đàn bà đứng lom khom dưới gốc cây, đăm đăm nhìn vào trong nhà của ông Thiêm. Mặc dù khoảng cách khá xa lại gặp màn mưa phùn lắc sắc, nhưng vẫn đủ để trông Hiện nhận ra ngay. Đây là bóng của người đàn bà ban nãy ông thấy ở bờ ao. Làn da xanh xao, tấm lưng cầm cầm, mái tóc rối bù không thể lẫn được. Trên tay của bà ta cầm con dao liên tục cứa vào cổ tay bên trái. Trần bắt gặp ánh mắt thẳng thốt của ông Hiện, bóng của người đàn bà đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám trẻ trúc cạnh cầm. Người đàn bà này là ai? Có liên quan gì đến gia đình của ông Thiêm? Ngay lập tức ông Hiện đứng vùng dậy, ông rảo chân đi ra ngõ để xác định thực hư. Thế nhưng mới ra đến cổng thì một bàn tay níu ông lại. Giật mình quay ra thì thấy đó là ông trưởng tộc nhà ông Thiêm. Ông trưởng tộc nhìn ông Hiện bằng một ánh mắt âu sầu rồi bảo: "Cũng gần khuya rồi, bác về nhà nghỉ ngơi. Ở sáng mai xin sang đây phụ giúp đám sớm. Tôi thay mặt vợ chồng nhà Thiêm cảm ơn bác." Ông Hiện gật đầu trong khi đôi mắt còn đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ, song chẳng thấy gì ngoài một con đường u tối ngập trong bóng tối bít bùng. Đám ông cầm cũng xin phép ra về. Cực chẳng đã, ông Hiền cũng phải về luôn. Về đến nhà thì mẹ con bà Hiền vẫn còn đang thức. Ông Hiền rào chân tiến vào bên trong, hạ mình ngồi xuống ghế và đón lấy cốc trà nóng mà thằng Hướng vừa mới rót.
Ông xoay xoay cốc trà trong tay với một ánh mắt hoang mang xen lẫn hổ nghi. Nhấp một ngụm trà cho cẩn gan bớt lạnh, ông Hiền châm một điếu thuốc rồi ông thì thầm bảo: Hướng này, cái thằng Thủ nó hay qua lại với con, thế có biết sao mà nó gặp nạn không con? Ngồi đối diện với ông đặt thẳng Hướng, con trai thứ năm nay 21 tuổi, hiện đang theo học ngành kiến trúc. Hệt như tiềm anh trai của mình, Hướng là hình mẫu điển hình để trẻ con trong làng này noi theo. Đẹp trai người người, học hành giỏi, mỗi tội phải rất kiệm lời. Hướng lúc này đang ngồi thẫn thờ, điếu thuốc trong miệng liên tục đỏ lửa. Đống lửa nhỏ xoay đỏ một khuôn mặt tái nhợt với một đôi mắt như dại đi sau sự việc kinh hoàng vừa diễn ra với bạn gã. Nghe tiếng của bố hỏi, Hướng lắc đầu rồi đáp: Con cũng không rõ bố à, con mới ở làng mấy hôm nay. Sầm tối qua cái thằng Thủ nó còn bảo tối nay sẽ hẹn con đi uống rượu, chẳng hiểu thế nào mà lại chết đuối ở ao cho được. Ngồi bên cạnh con, bà Hiền buông một tiếng thở dài: Nói thế của đáng tội, nó là cái số đó, sinh có hạn tử bất kỳ, có ai mà ngờ được rằng một cái thằng bơi giỏi như nó lại chết nổi ở ao. Tôi nói thật, cái ao đó nhà mình chẳng tắt cá dùm cho anh chị thêm vài lần, nước nó nông trượt chứ có sâu chi. Ông Hiền gật đầu đồng tình, vì chính ông đã giúp gia đình của ông Thiêm đào cái ao ấy. Càng nghĩ ông Hiền lại càng thấy rối bời tâm can, nhất là dấu bàn tay ở cổ chân của thằng Thủ làm trông càng mơ hồ về việc Thủ chết có gì đó đáng sợ lắm. Như sực nhớ ra điều gì, bà Hiền liền chợt hỏi: Mày bàn việc của thằng Thủ mà quên, thế ông đã đi mời hết các chú các bác chưa? Chưa, tôi mới đánh tiếng đến vợ chồng thằng Tư thôi. Lúc mà tôi tính sang làm Văn Thượng để mời anh Bảy với cái thằng Tiến thì vợ chồng nó không có cho đi. Bà biết vì sao không? Vợ chồng nó bảo muốn đi căn làng ấy ấy, phải đi qua một cái gò đất, nó tên là gì nhỉ? À, Gò Cô Khá. Hai mẹ con bà Hiền đồng thanh hỏi: Gò Cô Khá? Phải. Dân trong làng ấy bảo cái gò đó là một nơi mà một trinh nữ bị hãm hiếp nên chết oan, oan khí nặng lắm cho nên vong hồn hay hiện ra để nhát người. Tôi thì tôi chả tin ma cỏ, tôi cứ như vậy tôi đạp xe đi. Thế nhưng mà bà biết không, cái lúc mà đi gần đến nơi á, tôi nghe thấy tiếng thảm thiết vang lên. Để sau đó dân làng ùn ùn kéo nhau đến căn nhà ven sông. Thế là tôi mới tiến lại xem. Trời đất ơi, trong căn nhà đó có một người đàn bà tự sát, đúng ra là cắt cổ tay chết tươi tại trận, mà còn bắn đầy lên tấm ảnh thờ của một cô gái trẻ. Hỏi ra mới biết người chết là mẹ cô gái, đúng ra là mẹ cái cô Kha đó bà. Bà Hiền dùng mình ớn lạnh: Tội nghiệp thôi, chắc bà ấy nghĩ quẩn rồi theo con. Ờ, thế bảo là bà ấy chết đúng vào cái ngày 49, kể từ khi phát hiện xác con gái. Chết đúng 49 ngày thì độc lắm ông ạ. Ngồi lắng nghe bố mẹ nói chuyện, Hướng sợ đến tái mặt, hớp vội ngụm nước, Hướng thẳng thốt: Mẹ bảo độc là sao à? Bà Hiền lúc này chép miệng cắt nghĩa cho con: Người làng bên mẹ có quan niệm đó, nếu mà trong nhà có người thân chết đúng 49 ngày kể từ đám ma đầu tiên thì đó là một đêm vô cùng gở. Đằng này theo bố mày kể thì nhà đó chỉ có hai mẹ con mà lại chẳng có ai thân thích máu mủ. Này nhé, cô con gái bị giết chết, ngày mẹ phấn uất theo sau thì lấy ai ra mà hương lửa cúng kiếng, nhang tàn khói lụi, phép nhạt bùa phai, sợ là còn độc còn thêm độc. Giả như trước lúc chết bà ấy còn gieo lời nguyền thì vong linh nhất định sẽ không thể nào siêu sinh tịnh độ, vì chấp niệm quá lớn. Chỉ có đến khi mối hận thù trong lòng được gột rửa thì mới vơi bớt được. Đó là các cụ trong làng của mẹ nói vậy, chứ thực hư thế nào thì cũng chả rõ. Ngồi nghe vợ của mình nói, ông Hiền chợt giật mình. Ông sực nhớ đến chi tiết xác mẹ cô Kha cắt cổ tay trên cò quắp trước bàn thờ, lại liên tưởng đến bóng dáng của người đàn bà và hành động kỳ lạ đó. Có lẽ nào... Ông không dám nghĩ thêm, rồi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn. Ông Hiện liền hối: Gần nửa đêm rồi, hai mẹ con bà tranh thủ đi ngủ đi, sáng mai còn sang hộ hành đám ma Thủ nữa. Bà Hiền đứng dậy rồi thủ thỉ: Ông này, ông dẫn tôi đi giải với, từ lúc thấy cái xác nó về tôi cứ thấy rợn rợn đấy. Ông Hiền gật đầu cùng vợ tiến ra sau nhà. Còn lại một mình trong dân nhà vắng, Hướng bắt đầu miên man suy nghĩ. Ký ức cồn cào dội về từ sâu thẳm khiến cho gã bất giác run như cầy sấy. Lục lại dòng ký ức, Hướng dùng mình khi mà thức phim nghiệt oan đó quay trở lại, hiện hữu cực kỳ rõ nét và chân thật. 50 ngày trước,
Hôm đó Hướng từ thành phố về lại làng sau kỳ thi cam go. Về đến được một lúc thì Thủ qua chơi. Cùng tuổi lại ở cùng ngõ, thành ra từ bé Hướng và Thủ chơi thân với nhau. Lớn lên dù cả hai đã có những thay đổi rõ rệt cả về ngoại hình và tính cách, nhưng mà tình bạn vẫn bền chặt như năm nào. Hôm đó ông bà Hiền có việc ở tỉnh bên ăn dỗ một đám người trong họ, thành ra là khi Hướng đeo ba lô về đến thì cũng chẳng có ai ở nhà. Đang chuẩn bị cắt tỉa đám bonsai ở trước sân thì thấy Chí Cút qua. Mới thấy Thủ, Hướng đã cười. Sao? Chúng manh gì mặt mày tươi rói vậy? Thủ ngồi phịch xuống nghiêng rồi mồm bô bô. Mới trúng quả đậm, đúng lúc mày về làng. Ông bà già mày nay đi vắng hả? Khỏi cơm nước. Nay ta khao mày chầu thịt chó. Thời tiết xe xe thế này làm tí rồi cho cay cay cứ gọi là nhất. Được, thế đi ngay chứ. Đợi tao về lấy chiếc Honda công giản đi cho nó máu. Mưa gió thế này lóc cóc đạp xe đạp tội lắm. 5 phút sau, chiếc Honda chở theo hai gã đã tiến ra khỏi làng. Sau chầu nhầu bí tỉ, cả hai lảo đảo lái xe về làng. Thế nhưng vì uống quá nhiều, thành ra là Thủ đành phải gửi xe ở lại nhà một người quen, rồi bảo Hướng cùng mình đi bộ về. Hai gã thất thểu đi dưới làn mưa giả dích với hai cái áo mưa sụm sụp. Cũng chính từ đó mà bi kịch xảy ra. Thế đoạn đường chính kéo dài quá xa, Thủ lúc này đề nghị. Này, tao với mày đi mẹ nó đừng tắt về đi. Ngang qua cái triển đê này, đi thẳng một mạch là tới làng mình. Từ hơi khó đi nhưng mà nhanh. Hướng nhìn theo con đường mở tối trước mặt rồi khẽ buông tiếng mỉa mai. Bà nay bà thím mày giữ lại ngủ ở đó một đêm, sĩ diện không nghe. Giờ đúng là thân làm tội đời. Thủ choàng tay khoác vai của bạn rồi cười. Chứ không phải mày cũng bảo lâu lắm rồi không có dầm mưa, muốn thử hả? Bây giờ còn trách tao. Thôi nhanh lên đi, không về nhà cảm lạnh là liệm đấy. Cái lạnh sầm tối xen lẫn cơn mưa làm hơi rượu đã bay đi tám phần. Hai gã bắt đầu men theo ven đê để tiến về làng. Đi được tầm 100 mét, cả hai vô tình bắt gặp một người con gái đang đứng tựa cửa dõi mắt ra hướng sông như chờ đợi. Thì gương mặt đẹp như hoa, Thủ lúc này buông tiếng trêu chọc. Này cô em, làm gì đứng bần thần thế hả? Đi chơi với bọn anh, yên tâm. Bọn anh đưa em về mà không mất phân thịt nào đâu. Trẻ trung hơ hớ của trời một đống thế kia, nhìn mà cứ cứng cả lên. Thế hai gã thanh niên lạ mặt nhìn hao háo vào mình. Cô gái chợt cảm thấy khó chịu, bỏ qua lời gã gẫm thiếu lịch sự, cô gái nghiêm mặt. Xin anh giữ tự trọng cho. Mẹ tôi sắp về, canh đừng làm phiền hai mẹ con tôi. Trái với thái độ cương quyết cứng rắn đó, Thổ xăm xăm tiến thẳng vào trong. Này, đừng tưởng có tí nhan sắc lên mặt với thằng này. Đi với bọn này vừa được sướng vừa được tiền, có thiệt thòi tí nào đâu mà nóng nảy vậy. Vừa nói Thủ vừa liếm mép, mắt chồng chồng nhìn vào bầu ngực ngộn ngộn của cô gái sau manh áo bạc màu. Thế hành động khả ố đó, cô gái vung tay vào một cái vào mặt thằng Thủ, làm cho Thủ sư sầm mặt mày. Đồ đê tiện, cút khỏi đây. Hướng, làm cái gì mà đần mặt ra vậy? Nghe tiếng của mẹ gọi, Hướng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà Hiền nhanh chóng đóng cửa cài lại cái then gỗ rồi dục. Thủ nó cũng mất rồi, đừng có buồn nữa. Đi nằm đi, mai còn sang hộ đám ma đó con. Hướng vâng dạ rồi đứng lên bỏ về buồng. Hai vợ chồng người anh cả đều được cử đi nước ngoài công tác, thành ra Hướng ngồi chung với đứa cháu trai là thằng Cu Cò. Bỏ vào trong buồng cũng là lúc thằng Cò đang ngủ say. Hướng nhẹ nhàng vén mộng giường hạ mình, cố gắng không gây ra tiếng động nào lớn vì sợ làm cho cháu mình thức giấc. Hướng nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, cố ép mình đi sâu vào giấc ngủ để quên đi đoạn ký ức diễn ra không lâu. Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, mằng cho hai mắt cay xè và thân thể mệt rũ, thế nhưng gã không tài nào nhắm nổi mắt. Đầu óc cứ quanh quẩn với những suy nghĩ không hồi kết. Mưa đang ngừng rơi, gió cũng chỉ vi vút chứ không còn lạnh lẽo nữa. Hướng đột nhiên giật mình khi nghe tiếng bước chân của ai đó đi bên hông nhà. Hướng nghiêng người, dõi mắt nhìn ra hướng cửa, lòng thầm thắc mắc bố mẹ của gã còn làm gì ngoài đó giờ này. Thế nhưng trong giây phút thoáng qua, gã bất chợt ngồi bật dậy. Từ nửa đêm đến giờ gã nào cũng ngủ được miếng nào. Nếu quả thật có việc bố mẹ của gã ra sau nhà đi tiểu, thì tại sao không nghe tiếng lộc cộc khi then cửa được rút ra? Vậy thì tiếng bước chân bên ngoài đó là của ai? Lẽ nào là mình nghe nhầm? Hướng lầm bầm rồi căng mắt nhìn ra hướng cửa chính. Ngọn đèn quả nhót hắt ánh sáng yếu ớt, thứ sắc đỏ u buồn trùng khắp gian nhà ngoài. Hai cánh cửa vẫn còn im lìm. Bên cạnh gã, thằng Cò đang ngủ cũng bật dậy.
lẽ nào nó cũng nghe thấy âm thanh đó chăng? Hướng giơ tay xoa đầu của cháu dục thằng bé đi ngủ tiếp, riêng gã thì vẫn tiếp tục chờ đợi. Chờ một lúc rất lâu, Hướng thấy an tâm trong lòng và hạ mình nằm xuống. Nhưng còn chưa ấm lưng thì tiếng động đó lại vang lên. Lần này thanh âm như là tiếng chân người kèm theo tiếng nước rơi, vang lên rõ hơn. Tiếng động đó tiếp tục một lần nữa biến mất. Thời gian cứ im lặng trôi qua. Trong căn nhà im ắng, thậm chí Hướng có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của mình. Tiếng hắng giọng thúng thắng của cha mẹ gã ở phòng đối diện. Nằm mãi không sao ngủ được, Hướng tính bỏ ra ngoài và châm điếu thuốc. Ở bên ngoài khoảng vườn sau, trời có tiếng xoẹt xoẹt vang lên như tiếng ai đó đã mài dao. Thanh âm sắc lạnh đó làm cho Hướng cảm thấy rợn rợn. Giọng tai nghe thì lại chẳng thấy gì nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hướng đã có sự thôi thúc mãnh liệt, và dường như có cả tiếng rên la nhỏ nhỏ. Rồi chỉ sau một cái chớp mắt, tiếng rên xiết di dì, tiếng mài dao đều ngưng hẳn để đổi sang sự im ắng cố hữu. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng, làm nỗi sợ mơ hồ trong đêm đen như được nhân lên. Chẳng dám chui ra ngoài, Hướng ngã mình nằm xuống. Nhưng ngay lúc nằm xuống, toàn thân của gã lập tức bị bóng đè. Trong khoảnh khắc đó, người của gã cứng và lạnh ngắt. Trên bóng đè gã đã trải qua, thế nhưng lần này rất đáng sợ. Cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Nỗi sợ vô tình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra, cứ không cách nào có thể la lên nổi. Tiếng tàu tạnh như là nước chảy lại khẽ vang lên. Cái cảm giác bàn chân của mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đó đang liếm lên năm đầu ngón chân của mình. Dậy đi Hướng ơi, qua còn phù đám ma quần thủ nữa. Tiếng gọi của mẹ gã vọng vào từ gian nhà ngoài như một cái phao cứu sinh. Hướng vùng dậy gập bụng thở hồng hộc, vội rút bàn chân lên. Gã khiếp đảm khi nhìn thấy năm ngón chân của mình khô ráo. Hướng đờ đẫn đáp lại bằng một giọng thì thào rồi định vén mộng chui ra. Đúng lúc đó thằng cu cò cũng đã tỉnh lại. Nó ngồi dậy rụi mắt rồi kéo vạt áo Hướng hỏi. Chú ơi, đêm qua có bà nào vào tìm chú thế? Bà cứ đứng ở cửa buồng. Hướng á khẩu, hai mắt lạc thần, run rẩy chụp lấy vai của thằng cháu. Mày bảo cái gì? Người đàn bà nào tìm chú? Thế bộ dạng hoảng hốt của chú, thằng cò sợ sệt cho nên im thin thít. Nó leo tọt khỏi giường chạy ra ngoài tìm bà nội, bỏ lại Hướng với nỗi thất kinh chèn chặt tâm khảm. Dẫu vậy gã vẫn phải cố gắng làm mặt tươi tỉnh để gặp bố mẹ của mình trước khi cả ba cùng nhau sang nhà công Thiêm để phụ tang ma cho thằng Thủ. Đám ma diễn ra trong thời tiết ẩm thấp và mưa phùn, thành ra không khí thê lương càng được nhân lên. Ông thầy cúng được mời đến làm lễ. Sau khi xem giờ thì quyết định chiều nay sẽ đem thằng Thủ đi chôn ngay. 4 giờ chiều, chiếc xe tang ỉ ạch lăn bánh tiến sang hướng nghĩa địa của làng. Đứng lẫn trong dòng người, nhìn cốt quan tài của bạn mình từ từ đi xuống lỗ huyệt, mà trong lòng Hướng dấy lên một nỗi lo. Nếu như lời mẹ của gã là thật thì chắc chắn là cái chết của thằng Thủ là do ma làm, chứ chẳng phải chúng gió lộn cổ xuống ao như người ta suy đoán. Càng nghĩ Hướng lại càng dùng mình ớn lạnh. Cảm giác dùng mình đó càng nhân lên khi một sự việc quái gở được diễn ra. Cốt quan tài còn chưa hạ hết xuống thì chẳng hiểu tại sao hai sợi dây thừng chồng xuống dưới đáy đột ngột đứt đìa. Cổ áo quan nặng nề theo quán tính rơi xuống lỗ. 4 người đàn ông cầm dây thừng ngã ngửa ra sau. Một người vô tình đập chúng bát nhang làm cho nó vỡ tan tành. Bát nhang vỡ là một điều đại kỵ, báo hiệu gia đình đó về sau nhất định sẽ gặp tai ương. Chứng kiến cảnh này ai nấy đều xanh mặt vì họ cho rằng đó là điểm rủi. Riêng Hướng thì lại bỏ về nhà chứ không dám nán lại thêm. Ông bà Nghiền sau khi đưa ma xong thì quay về nhà ông Thiêm vì gia chủ có làm mấy mâm cơm để tạ lễ. Vì quá tất bật cho nên chẳng ai để mắt đến Hướng đâu. Về phần của mình, sau khi rời khỏi nghĩa địa, Hướng đi thẳng về nhà. Sau khi gột sạch đất bùn và khu đất thánh còn bám vào quần, Hướng thay bộ đồ mới rồi vào trong buồng nằm nghỉ. Suốt một đêm dài thức trắng, thêm việc cả ngày hộ hành đám ma, thành ra cơ thể của Hướng sớm đã mệt rũ. Nếu không phải dính cơn mưa lúc đi đưa đám tang khiến cơ thể sút thầm mập, chắc có cho thêm tiền cả cũng chẳng dám ngủ ở nhà một mình, nhất là sau những chuyện điêu trai mơ hồ tối qua. Nằm thêm tiếp trên giường được một lúc thì trời đổ cơn mưa tầm tã.
mưa quật rào rào vào mái ngói như là ném đá, chớp rạch từng hồi chói lòa, kéo theo tiếng sấm nổ kinh thiên động địa. Cánh cửa chính với then cài bằng gỗ bị gió thổi bung ra, luồng gió vụn vụt sộc vào bên trong buồng khiến cho Hướng choàng tỉnh. Gã lảo đảo ngồi dậy với thần kinh đau buốt rồi gắng gượng tiến ra. Thế cái then cài đã bị gió giật gãy làm đôi, Hướng buông một tiếng chửi thề. Sẵn có thanh sắt đặt cạnh đó, gã thay thế nó vào vị trí của cái then rồi lại thất thểu bỏ vào bên trong. Cơn sốt vẫn không ngừng hành hạ, dù gã đã nốc đến hai viên thuốc liều cao. Đầu óc quay cuồng, tứ chi buồn rùn, Hướng ngả mình xuống giường rất nhanh lại chìm vào trong giấc ngủ li bì. Gã ngủ rất sâu nên không hề hay. Ở bên ngoài, kể từ lúc gã quay lưng bỏ vào trong buồng, đã có một đôi mắt dữ tợn nhìn qua khe cửa chính. Đôi mắt đó vằn vện tia máu, trong mắt đảo láo liên khắp ngóc ngách, rồi đăm đăm nhìn vào gã không rời. Ngay sau đôi mắt chất chứa hận thù đó là một mái tóc đen dài đến thắt lưng đang bay lất phất. Chừng 10 nhịp thở, Hướng dùng mình tỉnh giấc. Thứ gì đó đã kéo gã tỉnh dậy trong cơn suốt mê man, chẳng gì ngoài một cảm giác ngột ngạt như đã tối qua. Ngay lúc đó chưa thật sự tỉnh táo, Hướng tiếp tục bị bóng đè. Thế nhưng lần này mọi thứ với gã là tột cùng của sự kinh hoàng. Bên trên ngực gã có một bóng đàn bà đang ngồi thủ lù trên đó. Bóng người đó chẳng ai khác ngoài Cô Kha. Qua ánh mắt gần như lạc thần, Hướng một lần nữa lại được trải qua cái cảm giác mà đến chết cũng không quên. Các cảm thấy cả cái sự lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bị bít máu. Đôi mắt mở trừng trừng vẫn lên để hận thù. Đó là đôi mắt mà gã đã không dám nhìn vào cái đêm định mệnh hôm ấy. Từ đó sau khi buông lời chiêu gẹo và ăn một cái tát nổ đom đóm, sẵn có tí rượu trong người, lại thêm bản tính côn đồ có sẵn, thủ điên tiết giang tay và thật mạnh cho Kha một cái đến tóe máu mồm. Cú vả mạnh quá làm cho Kha ngã chúi ra đằng sau, nhưng rất nhanh vùng dậy và lao vào cào cấu. Đằng cơn điên tiết, thủ vật người con gái tội nghiệp xuống, rồi cứ như vậy nhà Kha mà bóp cổ. Cũng vì vậy mà cái châm ngọc bị rơi ra lúc nào không hay. Đến khi Hướng khiếp đảm chạy tới can ngăn thì mọi thứ đã quá muộn. Hoảng hốt nay gã bảo nhau phải phi tang cái xác này ngay trong đêm. Sẵn thấy hai cái xẻng trong bếp, thủ chụp lấy một cái, một cái ném cho Hướng và dục bám sát theo mình. Vì đã quá quen với địa thế của đằng này, thành ra thủ biết một vị trí có thể chôn cái xác mà không ai hay biết. Đó là cái gò đất cao nằm sau đám lau sậy tùm. Ra đến nơi vừa ném cái xác xuống thì vô tình cúc áo của Kha bung ra, bầu ngực ngồn ngồn trắng bốp, làm cho hai kẻ ác tâm nảy sinh ý đồ xấu. Thủ liền hất hàm rồi bảo: "Ngon quá, tranh thủ làm nháy kẹo uổng để tao trước." Sau khi hành thử xong, thủ cuống cuồng mặc nhanh quần áo rồi nháy mắt ra hiệu. Con quỷ dâm dục trong đầu của Hướng chiếm quyền điều khiển não bộ. Cả ném cái sàng nhào vào Kha như là con thú đói mồi, rồi mặc sức giày vò. Khốn nạn thay, đúng lúc đó Kha ú ớ choàng tỉnh, dậy lên những tiếng cầu cứu và theo bản năng cố gắng chống cự. Nhưng sau một cú giáng cật lực bằng viên gạch phồng, Kha nằm bất động mặc cho thân xác bị vũ nhục. Đến giờ đây là lần thứ hai cái lại đối diện với Kha. Khẩm, đúng ra là oan hồn của Kha một lần nữa. Trong con mắt lạc thần xót dạn, cái nhìn rõ cả vết móng tay cào trên da thịt của Kha đang hẳn lên từng lằn đỏ giữa máu. Quần áo của Kha bị rách bươm trong cơn cuồng tỉnh hôm ấy. Lúc đó cái chẳng khác nào một con thú say mồi. Gương mặt của người chết mang theo vẻ vô cảm đáng sợ đang từ từ áp sát vào mặt của Hướng. Gã dùng mình từng ngón tay hồn ma lần mò lên cổ của gã, đem theo một cảm giác lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bám đầy bùn đất khi mà Kha cố bấu víu xuống gò đất để chống chọi. Mớ mái tóc đen rối bù xõa vào mặt của gã, trong cổ họng hồn ma vang lên những âm thanh nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cảm giác ngạt thở cũng chẳng đáng sợ bằng hình ảnh trước mắt. Gương mặt hồn ma ngày càng dí sát vào mặt của Hướng hơn. Và khi còn cách đổ hai căng tay, hồn ma của Kha từ từ ngoác miệng. Khoang miệng đỏ lòm một màu máu tươi và có thứ gì đó rơi thẳng lên mặt của gã. Đó là một đầu lưỡi đẫm máu. Cú đập định mệnh đêm đó khiến cho cô gái tội nghiệp chết. Mà vì quá nhục nhã khi tấm thân trinh trắng bị giày vò, cô đã gom hết sức lực để cắn lưỡi tự vẫn. Hướng còn nhớ rõ, ngay khi thỏa mãn xong, lúc ngẩng lên gã đã thấy Kha chết.
hai mắt mở trừng trừng, đầu lưỡi bị cụt mất một màu, đôi mắt oán hận đêm đó bây giờ đang nhìn gã với một đôi mắt hận thù. Giây phút này Hướng mới nhận ra nợ máu phải trả bằng máu. Mưa gì mà mưa lớn quá. Ông Hiền buông một tiếng cảm giảm khi đã lao đến bên Hiên. Bế thằng cu cỏ bên nách, bà Hiền cũng nhăn mặt nhăn mày. Hai cháu của mình xuống, bà liền tò mò. À ủa ông, chiều giờ đến giờ có thấy thằng Hướng nhà mình đâu không? Ông Hiền lắc đầu cảm thán. Sao đám ma tụi thanh niên chúng nó kéo nhau đi tụ tập ở đâu đó. Thôi mở cửa nhanh lên thay quần áo, ướt cả rồi. Bà Hiền đinh ninh ban chiều đã khóa cửa cho nên đục tìm chìa khóa. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên bà ngơ ngác khi thấy cửa không khóa. Đưa tay mở thử thì thấy cánh cửa kẹt cứng và sừng sút bảo. Chốt trong ông ạ, à, cái thằng Hướng nó về rồi. Ông Hiền ổ lên một cái rồi ghé mắt nhìn vào trong lớp kính lờ mờ. Đồng thời gọi to tên của con, thế nhưng không nghe thấy Hướng đáp lại. Bên trong gian nhà chính chìm trong bóng tối cố hữu như chứa đựng biết bao bí mật. Hai ông bà đứng ngoài gọi rất to. Gian buồng nơi Hiền ăn ở chỉ có ánh đèn ngủ tù mù cho nên không nhìn rõ. Cho đến khi ông Hiền phải vòng ra đằng sau, tiến sát lại hướng cửa sổ buồng của con, rồi đập cửa rầm rầm mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại. Thay vào đó là thanh âm xì xì như có tiếng người nói chuyện vọng tiếp bên tai. Thế là ông Hiền ghé mắt con lỗ thủng ở trên cánh cửa. Ngay khi vừa áp mặt đảo vào bên trong, ông giật bắn mình khi thấy có hai bóng đàn bà đang đứng lù đù ở đó. Và trên giường với đếp chân chiếu rối nổi, thằng con thứ của ông đang không ngừng cầm con dao sắc lẹm cắt vào hạ bộ. Máu tươi ẩm ra không ngừng. Ông Hiền thất kinh mồm há hấp, chết đứng tại trận. Cho đến khi mà Hướng nghẹo đầu, mắt trừng trừng vô hồn nhìn ông, làm cho ông Hiền rú lên một cách kinh hoàng. Hôm đó nhằm đúng vào ngày 13 tháng 7 âm lịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.